Xin chào các bạn, nếu bạn đang cần một chiếc loa di động để có thể nghe ở bất cứ đâu trong những chuyến du lịch, những buổi dã ngoại hay là tiệc tùng ngoài trời thì một sản phẩm rất đáng quan tâm, gọn gàng mà lại rất dễ di chuyển đó chính là chiếc loa Harman Kardon Onyx Studio 5. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về em loa này để xem là chiếc loa này có đáng mua hay không nhé. Đầu tiên là về thiết kế, các bạn có thể thấy nó khá độc đáo, như một chiếc túi sách thời trang vậy, được hoàn thiện cực kỳ cao cấp, cũng như là phần vải và phần sách tay thì rất là đẹp. Nó không hề có cảm giác bị ọp ẹp khi bạn cầm và xách theo nó đi chơi hay là đến các chuyến dã ngoại cùng bạn bè. Phần vải bọc bên ngoài thì mình chưa biết là nó dính hay là nó phủ lên. Tuy nhiên khi mà bạn đặt tay vào thì phần vải này sẽ không bị giãn ra cũng như là không hề bị lệch. Điều này thì sẽ giúp cho chiếc loa của chúng ta bền bỉ hơn. Ở trên mặt trước của chiếc loa thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những nút cơ bản như là nút volume up down, nút neck, nút nguồn và cả bluetooth nữa. Những nút này thì khá là cơ bản cũng như là không cần quá nhiều nút rối rắm vì hầu hết là các bạn sẽ kết nối với điện thoại hay là smartphone thông qua nút bluetooth. Trọng lượng của Onyx Studio 5 cũng nặng hơn so với phiên bản trước khá nhiều, lên đến gần 1 kg. Có lẽ là do phần chất liệu hoàn thiện lần này của Onyx Studio 5 cao cấp hơn và cũng là tốt hơn lần trước. Phần tay xách bằng nhôm rộng hơn, khi mà các bạn cầm thì sẽ cảm thấy là nó cực kỳ chắc chắn. Về công nghệ, được trang bị một driver woofer 12cm và một stutter 2.5cm. Và để chạy được một cái driver woofer to như thế thì Onyx Studio 5 trang bị bộ nguồn có công suất lên đến 50W. Tuy nhiên vẫn kém một chút so với người tiền nhiệm của mình là Onyx Studio 4. Hơi buồn vì hy sinh cho thiết kế mà Onyx Studio 5 đã không có phần dual bass ở đằng sau như là Studio 4, khiến cho dàn bass của Onyx Studio 5 không thực sự mạnh khi mà so với phiên bản cũ. Tuy nhiên là phiên bản cũ Studio 4 lại có một lỗi mình cảm thấy cực kỳ ức chế khi mà một người đam mê EDM như mình là vỡ dàn bass khi mà bật mắc âm thanh. Trên phiên bản Studio 5 này gần như đã khắc phục được hoàn toàn những điểm yếu đó, khi mà bật mắc âm lượng thì âm thanh vẫn rất mịn và không bị vỡ tiếng. Tuy nhiên khi đổi lại thì bass không được cực mạnh như là của Studio 4 nữa. Tuy nhìn cân bằng nhưng mà cũng giống như là Studio 4 là chỉ có một mặt loa, còn mặt bên còn lại sẽ là các cổng kết nối. Chất lượng âm của Onyx Studio thì khá cân bằng và chi tiết, chỉ duy có giải bass là không được mạnh mẽ cho lắm. Tất nhiên là các bạn có thể kết nối hai, thậm chí là nhiều chiếc loa khác nhau bằng phần mềm Harman Kardon Controller để có thể tạo thành một dàn stereo cực kỳ khủng. Mà thêm nữa là nhà sản xuất cũng không hề hạn chế các thiết bị nên các bạn có thể thoải mái kết nối bao nhiêu chiếc loa cũng được. Về pin, khi sử dụng mức âm lượng tối đa sẽ trụ được khoảng 2-3 tiếng, còn khi để 50-60% sẽ được khoảng 4 tiếng liên tục. Với mức giá hiện tại đã cực kỳ là hợp lý cho anh em rồi, có thể sắm cho mình một chiếc Harman Kardon này. Với công nghệ mà Harman Kardon mang đến cho chúng ta thì còn chờ gì nữa, hãy đến với An Tiến để có thể trải nghiệm được sản phẩm một cách chân thực nhất. Và đó là toàn bộ những cảm nhận của mình về chiếc loa di động cực kỳ đáng giá Onyx Studio 5. Anh em mà có ý kiến gì về sản phẩm này thì nhớ comment ở phần link bên dưới video này nhé. Link sản phẩm thì mình cũng sẽ để ở đó luôn. Và cuối cùng, nếu thấy video này hữu ích với các bạn thì đừng quên để lại cho mình một like và một comment. Và tuyệt vời hơn nữa thì hãy bấm nút subscribe để có thể nhận được video mới nhất từ tụi mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.